Chị kê anh em ơi. Hello anh em nha. Giờ mình cùng theo dõi chương trình demo mình xăng xeo nha anh em. Xăng xeo. Xăng xeo nha. Đây. Trương Hải. Đó. Hello. Hello. Xăng xeo à. Chào Hoàng Khang nha. Chào tất cả anh em nha. Trong thời gian chờ đợi anh em vô xem lại đông đông để mình thông báo chương trình, mình quay một vòng xanh cho anh em coi nha. Chào Ta Thanh nha. Quay một vòng xanh nha. Đấy. Xăng này cái diện tích cũng vừa anh em. Chúng mua lớn. Chào Cao Thanh, chào Minh Kha, chào điện tử chung trực nha. Chào tất cả anh em nha. Ở đây mình giới thiệu sơ lược về cấu hình Titan trước đi. Cấu hình bên mình quánh là hai cặp full FF nha. F712 FF. Và 12 cái súp đơn mẫu mới nha. Nó tu 118M. Mẫu này có cái đời cao hơn là F118 Pro nha anh em. Hello Trương Thông nha. Hello Nhật Sống Bình Duyên nha. Hello tất cả anh em nha. Đây là có hình dàn máy nha. Dàn máy của bên Titan mình xài là thiết bị DB Cotic nha. Mic là 750 nha anh em. Đấy. Đây là quan cảnh sân trước giờ thi đấu, trước giờ demo nha anh em. Đã vô đông đông anh em, xíu mình sẽ công bố cái chương trình khuyến mãi nha, khuyến mãi dành cho những anh em đam mê yêu thích dòng loa Titan nha. Đấy, em thờ. Anh em nào yêu thích thì nhớ like cho mình nha, chia sẻ rộng khắp cái cho toàn thể cộng đồng anh em Facebook biết nha. Chương trình mình demo hôm nay, đêm nay chạy Trà Vinh 17 giờ tối nay. Demo tại Trà Vinh nha. Anh em đón xem live stream là mình xăng xeo nha anh em. Chương trình xeo nha. Rồi bây giờ cũng đông rồi. Mình công bố chương trình xeo nè anh em. Súp SU118M giá 1 triệu một cặp nha anh em. Giá 1 triệu một cặp cho model súp SU118M nha. Và hứng phong trào này demo thì súp SU118X và tất cả các dòng súp khác của Titan đều giảm giá cho anh em mỗi một cặp 1 triệu nha. Có nghĩa là 500 ngàn trên một cái. Và lo full. Đó là FX nha anh em. Full này là F712 FX. Full cũng giảm mỗi một cặp là 1 triệu cho tất cả anh em xem live luôn nha. Nha, áp dụng trong cái điểm demo hôm nay và hết ngày mai. Hello Linh nha. Nha, áp dụng trong cái chương trình demo đêm nay và hết ngày mai. Anh em nhớ lưu ý là khuyến mãi chỉ áp dụng cho anh em là chốt sale, chốt và có cọc nha, chứ không có chốt miễn nha anh em. Xin lỗi anh em nha, mạng nó lắc nha. Chào mừng anh em trở lại nha, mình thông báo lại chương trình khuyến mãi nha anh em. Chương trình khuyến mãi nè, áp dụng chương trình khuyến mãi là áp dụng cho toàn thể anh em toàn quốc luôn nha. Đây súp vô lên súp đang đánh demo là súp 118M có giá là 13.800.000 một cặp. Trong cái buổi demo hôm nay sẽ giảm 1 triệu một cặp, có nghĩa là giảm 500.000 cho một cái nha anh em. Anh em mua một cái vẫn được giảm giá nha. Rồi đây là FX full FX full F712 luôn cả monitor luôn nha anh em nha. Thì được giảm giá một cặp 1 triệu đồng nha anh em, không áp dụng cho thiết bị nha.
Nếu mà anh em là mua combo trên 100 triệu luôn cả thiết bị và loa thì mình sẽ khuyến mãi mình áp dụng, mình giảm thêm 1 triệu cho cái combo đó luôn. Có nghĩa là anh em mua một cặp full nè, anh em được giảm 1 triệu, anh em mua cặp sub, anh em được giảm thêm 1 triệu nữa là 2 triệu. Mà cộng với thôi anh em được giảm thêm 1 triệu là 3 triệu. Nhưng mà khi anh em mua tất cả loa và thiết bị, combo thiết bị luôn thì mình sẽ khuyến mãi thêm cho anh em cái phần thiết bị giảm thêm 1 triệu nữa. Đấy, quá hấp dẫn. Nếu vậy là anh em mua một combo đi đan là có thể giảm tiết kiệm được 4 triệu đồng. Chỉ áp dụng cho đêm nay và hết ngày mai thôi nha anh em. Nhà mình chỉ chốt cho anh em là chốt là có cọc nha. Anh em nào chốt thì vui lòng cọc cho mình nha. Số tài khoản là số điện thoại mình luôn, 0973 800 818, ngân hàng MB Bank và ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng, BB Bank đều có số tài khoản đó nha. Đó, anh em chốt thì anh em ghi rõ cái nội dung. Ví dụ như anh em chốt cặp FX thì anh em để chốt FX. Đó, để lại tên và số điện thoại nha. Sau đêm diễn đêm nay thì mình sáng mai mình sẽ liên hệ lên anh em nha. Đấy, cứ mãi là nhân dịp demo anh em cố gắng săn sale nha. Bây giờ hiện tại bây giờ là bắt đầu tất cả đơn vị đều đang chuẩn bị cho cái đêm diễn đang tour. Bên kia là quánh lai cây nha, kế này là quánh quả tiểu, bên này là quánh quả tiểu, đa số là quả tiểu. Chốt combo anh ơi, ok xương không nha. Hiện tại xăng này thì nói chung diện tích nó cũng khá là khiêm tốn. Mở ra mình like cho anh em thấy đây. Đây là cái dòng sản phẩm mới nhất nha anh em. Like ở đây 210 nha. Like đây này sử dụng 2 củ bass 25 nha. Và một củ chép. Đây. Để mấy anh em mở ra nha. Trên đây không có mưa anh đóng rồi. Không nên về Cà Mau nghe thử sao vậy. Chiều ơi, nào rảnh thì chạy ra anh. Tất cả sản phẩm anh đều có mặt hàng tại công ty chứ mà, tại cửa hàng chứ mà. Đây, quá đẹp nha, quá chính chu nha. Như đợt này mình chỉ giới thiệu sản phẩm thôi nha anh em, chứ chưa có demo live gây nha. Anh em thấy nè, đẹp từng chi tiết luôn. Quá đẹp. Titan nha anh em. 2 bát 25 nha. Đây quả 25, một bát 25 kép ở đây. Đấy. Anh em nào đam mê like gây thì đây Titan cũng có sản phẩm lai gây cho anh em luôn nha. Thấy chưa anh em, rất đẹp, chốt rất xịn nha, quá đã. Okay.
70 cổ anh em. Chốt sale hôm nay giờ anh em cũng được giảm giá nha, 1 triệu cho một cặp nha. Giảm giá 1 triệu một cặp. Tất cả các model tin lo titan nha anh em. Chỉ áp dụng trong 2 ngày thôi. Hôm nay và hết ngày mai nha anh em. Anh em lưu ý là chốt có cọc nha anh em. Ở đây hiện tại thì mình chốt là mình không có cần nhận nhiều nha, chỉ cần anh em có cọc thôi. Không cần anh em phải chuyển 100% nha. Đó. Và anh em cọc cho mình thì trong vòng một tuần là mình sẽ lấy hàng nha, bên này mình sẽ giao. Hay mình dẫn anh em lên mình cùng chiêm ngưỡng cái súp này nha. Súp này là hiện tại đã có mặt tại cửa hàng mình này nha, có mặt tại Cà Mau. Đấy, rất là nhỏ gọn nha anh em. Đó, nhỏ gọn nha, nhỏ gọn nhưng mà rất là nặng nha. Em đó là trên 70 kg. Các bạn nè, không nhìn thấy cái lo đâu luôn ha, quá dữ. Để mình đi ra phía sau nè. Đấy, SU118M và SU118 Pro. Pro là của Italy nha anh em. Đây, hiện tại thì trên thị trường rất là nhiều cái sản phẩm nhái nha, cho nên là anh em khi sử dụng và đang sử dụng sản phẩm titan thì anh em chú ý cái tem bảo hành điện tử này cho mình. Nếu anh em mua tại đại lý tin cậy thì mình chắc ăn rồi đó, nhưng mà những anh em mà mua qua tay rồi đó, mình không chắc ăn thì mình phía đằng sau này nha, nó có cái chỗ quét mã QR code thì anh em cứ quét nha. Anh em đưa điện thoại vô đây quét là nó sẽ hỏi thông số của cái lọ lên. Super Pro. Đó, mình đi ra mới được bạn ơi. Ở đây nó đánh rồi chịu nổi đâu. Đây là dòng bình thường này. Này em mời nhé. Theo anh em. Đó, thiết kế rất nhỏ gọn nha. Hơn 70 kg cho một cái. Và giá hiện tại chỉ có 13 triệu 8 một cặp. Nó rơi vào đó đâu khoảng 6 triệu 9. 6 triệu 9 một cái. 13 triệu 8 6 triệu 9. Còn cái dòng Super Pro. Đây. Đây. Mình lại ra xa xíu nha anh em. Súp nó đánh rất là sâu nha anh em. Súp 50 anh ơi. Súp 50 Nguyễn Đăng Lực anh. Mình đang mở nhạc nha anh em. Đây là đâu? Rồi em ít nha. F72 em ít. Em quay mặt đi. Lòng tôi cứ cầu xin đã sâu.
lạnh không, muộn phiền theo tháng năm. Em hỏi tôi khuyên đã có tình yêu không, em hỏi tôi khuyên đã có linh hồn không. Đây là đá sỏi nhưng đang đau khổ đau với tình yêu. Chào tạm biệt anh em nha. Chào tạm biệt tất cả anh em nha. Đó là mình hẹn gặp lại trên buổi live vào lúc 17 giờ nha anh em. Bye bye.